đặc biệt âm thanh của những tiếng sóng vỗ, những cơn gió mát lạnh một ban chiều. Cùng mình đi tham quan nơi này ạ. Đây là Chancy, một resort Phú Quốc. Rất đẹp. Hay cảm nhận riêng của mình. Chúng mình cùng đi lên bãi biển nhá. Cát trắng nắng vàng ở đây. Sẽ đi chậm hơn để các bạn có thể ngắm nhìn. Thế là vào buổi chiều thì sẽ còn đẹp hơn nữa. Cơn nắng gắt của lúc buổi trưa. Đi la gần bãi biển. Tạm biệt Phú Quốc. Hy vọng sẽ có một chút từ nơi đây là lần nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Mình là Bob Navi.